Trước con hay đi chùa và nguyện Quan Âm, sau con có duyên biết bên Nam Tông và đã tham gia một vài khóa thiền Vipassana dài hạn. Còn gia đình con hiện tại đang tu tại gia theo pháp môn bên Bắc Tông, ăn chay cộng tụng kinh đọc chú. Sư cho con hỏi, nếu con ở nhà có thể thực hành thiền ở nhà của Nam Tông và kết hợp đọc kinh chú của Bắc Tông thì có phạm sai gì không? Nên chọn một trong hai hay cả hai đều được? Như sư nói, chúng ta tránh cái sự trộn lẫn. Bởi vì cái sự trộn lẫn nó sẽ làm hư hỏng cái pháp mà chúng ta thực hành. Sư trước khi mà sư xuất gia theo Phật giáo Nguyên Thủy thì sư cũng từng nghiên cứu tìm đạo và học đạo rất nhiều ở các cái chi nhánh Phật giáo phát triển như là Mật Tông, Tịnh Độ, Thiền Tông, Pháp Hoa, vân vân. Và khi mà sư học đạo thì có một thời gian là sư bị hoảng, tức là không có dám xài những gì mà mình biết ở trong đầu, mà nó đòi hỏi là giống như là phải đập đi xây lại. Tại vì lúc bây giờ những cái mớ ở trong đầu mình nó quá tạp nham, và khi mình thực hành thì mình không biết là mình đúng hay là sai. Ngay cả sự suy tư về pháp thì cũng không chắc là sự suy tư đó là đúng hay là sai. Chính vì lẽ đó thì sư phải học lại kinh tạng. Và sau khi học xong cái lớp kinh tạng thì mới bắt đầu dần dần sắp xếp lại những sự hiểu biết của mình và phân biệt được đâu là đúng và đâu là sai, đâu là chánh, đâu là tà. Cho nên sư đề nghị quý vị là hãy học giáo lý ha. Và khi quý vị có cái kiến thức giáo lý vững vàng thì quý vị sẽ không có bị bối rối như thế này nữa. Và trước khi đó thì sư khuyên là nên tránh pha tạp ha.